Kính thưa quý vị, mỗi lần Thanh Tuyền có dịp về Đà Lạt để trình diễn thì lúc nào Thanh Tuyền cũng ghé thăm công ty Luraco cả. Hôm nay Thanh Tuyền có mặt ở trong văn phòng của Luraco. Như quý vị thấy, có rất là nhiều bằng phát minh của Bộ Quốc phòng nè. Nhiều quá quý vị ơi, khắp mọi nơi. Thanh Tuyền cảm thấy khi mình sử dụng chiếc ghế Luraco, Thanh Tuyền quá an tâm, quá hãnh diện và tự hào. Ít ra người Việt Nam của mình cũng có một cái công ty mà làm nở mày nở mặt cho cộng đồng chúng ta, công ty Luraco. Thân ái kính chào quý khán giả của Phố Bosa TV qua chương trình của Andrew Lê Show chiều hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2024. Kính chào quý vị và rất là mong sự thông cảm của quý vị cho chương trình chiều hôm nay, vì chương trình với một cái chủ đề phải nói là khá hồi hộp và nóng bỏng. Andrew mong là như vậy, và Andrew cũng có cho quý vị để đỡ lòng trong đợi của quý vị, Andrew cũng có tới hai vị khách mời nữa rất là đặc biệt cho chương trình chiều hôm nay, với cái tựa đề là bình luận sâu. Ông Phạm Nhật Vượng giữ chức CEO và tương lai của VinFast, để chúng ta có thể tháo gỡ nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi hóc búa, nhiều cái vấn đề trực diện mà chúng ta cần phải giải quyết và phân tích chiều hôm nay. Thì Andrew mong rằng là chương trình sẽ đem lại cho quý vị một không khí rất là tích cực, không kích động bạo lực, không xung đột tôn giáo, cũng không gây quỹ từ thiện cho bất cứ ai. Đó là quan điểm của Andrew Lê Show chiều hôm nay. Như thường lệ thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có một cái phần để tương tác với quý khán thính giả nữa. Cho nên quý vị hãy lấy một ly cà phê giống như Andrew vậy nè, cà phê trong ly Phố Bosa TV, và hoặc là trà nếu ai muốn trà. Sau đó các bạn nếu có những câu hỏi nào hay mà các bạn có sẵn thì xin hãy gửi vào cho chương trình, để chúng ta cũng sẽ tương tác với lại khách mời đặc biệt của chúng ta chiều hôm nay. Để khởi đi cho chương trình chiều hôm nay đó, thì Andrew muốn cho quý vị lấy cái bản tin trước hết của tờ báo Reuters, để chúng ta lấy làm cái tin phần nền cho cái buổi bình luận sâu chiều hôm nay. Bản tin Reuters ngày 5 tháng 1, thì chúng ta sẽ có cái bản tin Reuters đọc với cái tiết chạy như sau. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đã gọi mời nhà thành lập của tập đoàn Vingroup trở nên Chief Executive Officer, có nghĩa là CEO, và cũng như là thay thế thêm một cái người chủ tịch về tài chính nữa. Cho nên là đó là cái tựa đề của tờ báo Reuters cho như vậy. Và trong ngày 6 tháng 1 thì họ cũng cho biết rằng là hôm thứ Bảy thì báo Reuters đã đưa ra cái tên là nhà thành lập và là một trong những cái người hỗ trợ tài chính lớn nhất là ông Phạm Nhật Vượng trở nên là tổng giám đốc, và kế hoạch đưa cho một cái kế hoạch rất là lớn phát triển ra nước ngoài, cũng như là đẩy mạnh vấn đề sales, có nghĩa là bán xe VinFast qua cái hệ thống chuỗi bán lẻ dealership tại Mỹ, vân vân. Đó là cái bản tin khởi đi cho chiều hôm nay. Và trước khi mà chúng ta có cái phần bàn luận và có khách mời, thì Andrew sẽ giới thiệu cho quý vị biết khách mời của ngày hôm nay là ai. Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai cái bản tin này. Và trong cái bản tin Reuters này đó, thì Andrew cũng thấy rằng tờ báo cho biết rằng ông Vượng là người năm nay là 55 tuổi, sẽ thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy, người đã từng giữ chức vụ này là tổng giám đốc của VinFast toàn cầu từ năm 2021. Và bản tin đọc như vậy. Và bản tin cũng cho biết rằng là bà Thủy này trước đây từng là một chuyên gia tài chính. Bà sẽ tiếp tục quay trở về cái vị trí là chủ tịch của tập đoàn, và cũng sẽ tiếp tục dẫn dắt những cái trách nhiệm kết nối và liên lạc với những nhà đầu tư bên ngoài của tập đoàn. Ông Vượng cũng là người đã thiết lập và người thành lập ra founder đó, là bà chủ tịch của Vingroup, là một cái tập đoàn tổng hợp của nền kinh tế rất là lớn và là công ty mẹ của công ty VinFast. Ông ấy sẽ trực tiếp điều hành tất cả những cái phần sản xuất xe điện này, bao gồm cả vấn đề sản xuất toàn cầu, bán lẻ
và gọi là marketing, là phần quảng cáo cho công ty để mà đẩy mạnh cái vấn đề xe này. Và để thay thế cho tổng giám đốc thì ông là người thứ tư của cái chức tổng giám đốc tập đoàn VinFast, xe VinFast, hãng xe VinFast trên toàn cầu. Bởi vì trước đó người thứ đầu tiên là ông James DeLuca, sau đó ông đến ông tổng giám đốc Michael Lohscheller, đến người thứ ba là bà Lê Thị Thu Thủy, và người thứ tư là bây giờ là ông. Trong chương trình của chúng ta chiều hôm nay, góp mặt sẽ có sự có mặt của anh Vũ Hoàng Lân, là chủ tịch của tập đoàn Phố Bò Xe TV. Nghe nó rất là oai phải không quý vị? Và tiếp theo chúng ta cũng sẽ có khách mời chúng ta đặc biệt chiều hôm nay là anh Tony, một trong những khuôn mặt rất là thân quen của xe VinFast USA, và anh cũng là người đã từng sở hữu một chiếc xe VinFast. Xin mời quý vị cho lời chào ạ. Xin mời anh Tony. Cảm ơn anh. Sorry. Cảm ơn anh Real, cảm ơn anh Lân. Kính chào các quý khán thính giả đang coi cái show của Andrew Lân, Andrew Lê hôm nay. Thì Tony rất là vui và hân hạnh được anh Andrew mời lên hôm nay để nói chuyện về những cái topic về VinFast, có thể gọi là khá nóng bỏng thời gian hôm nay, thời gian này. Và một điều mà Tony cũng muốn nói với các khán thính giả là anh Andrew chỉ báo trước Tony cái cuộc phỏng vấn này chỉ có trong vòng khoảng nửa tiếng. Thì cái mà cái điểm tốt của cái vấn đề này đó là cho khán giả biết đó là đài hay là Andrew Lê không hề gà cho Tony nói về vấn đề gì, là Tony có tự do phát biểu ý kiến, toàn quyền ý kiến của mình. Đó là cái điểm tốt. Và cái điểm mà ngược lại thì vì thời gian khá là cập rập, chỉ khoảng trong vòng nửa tiếng, nên Tony có thể là chưa có thể là làm hết tất cả những cái homework cho cái buổi nói chuyện hôm nay. Nhưng mà Tony sẽ ráng cố sức, ráng hết sức để nói những cái gì mình có thể nói được hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn anh Tony rất là nhiều. Mời anh Lân ạ. Xin chào anh Andrew, ở trong phòng thâu anh Anthony thì không biết là hình như là ở San Diego, còn tôi thì đang ở Las Vegas, vừa mới bay lên chiều nay để có thể tham dự cái chương trình gọi là chương trình CES, là triển lãm công nghệ hàng năm nổi tiếng của Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, với rất là nhiều những sản phẩm về công nghệ. Lần này thì công ty VinFast cũng tiếp tục tham gia CES lần thứ 3, theo tôi nhớ không lầm, để mà giới thiệu những cái sản phẩm mới của VinFast, bao gồm có những chiếc VF8, VF9 và dường như một số chiếc nữa, cũng kể cả xe đạp điện của VinFast. Ngoài ra thì triển lãm CES này cũng sẽ có rất là nhiều những cái, lần này thì được tập trung nhiều vào những cái công nghệ gọi là trí tuệ nhân tạo AI đó, thì sẽ là một cái chương trình mà sẽ rất là hấp dẫn. Trong 2 ngày tới tôi có mặt ở đây, tôi bây giờ là cũng có khá là nhiều những cơ quan truyền thông của Việt Nam, kể cả ở đây lẫn ở Việt Nam, qua tham dự, và tất nhiên rất nhiều các cơ quan truyền thông ở Hoa Kỳ, và chúng ta sẽ cùng có một cái buổi thảo luận với nhau về những cái tin tức mới nhất liên quan tới VinFast, đặc biệt là tin tức ông Phạm Nhật Vượng thay thế trở thành tổng giám đốc của công ty VinFast, trong khi bà Lê Thị Thu Thủy thì quay trở lại làm chủ tịch hội đồng quản trị. Cái sự thay đổi này nó có ý nghĩa nào cho công ty VinFast thì chúng ta sẽ rất là thoải mái trong cái vấn đề bình luận trong những giây phút sắp tới. Vâng, cảm ơn anh Lân. Và đó là hai khách mời của chương trình chiều hôm nay trong cái show của Andrew Lê. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian, mặc dù đối với anh Tony như anh đã nói là Andrew cho anh một cái thời gian rất là ngắn để mà chuẩn bị, và mục đích của chương trình là không để anh chuẩn bị cái gì cả, muốn anh nói thật lòng, và bất cứ điều gì đến với suy nghĩ của anh ngay giờ lúc này thì nó mới thật sự là honest, trung thực.
để quý khán thính giả của chúng ta có thể lắng nghe được từ cái chủ đề mà Andrew đã đưa ra chiều hôm nay. Đó là một lần nữa bàn luận sâu ông Phạm Nhật Vượng giữ chức tổng giám đốc tập đoàn VinFast trên toàn cầu và tương lai của nó như thế nào. Trước khi mà chúng ta đi vào cái phần bình luận mà Andrew nghĩ rằng là Andrew sẽ thiết kế nó theo cái bài phân tích và bình luận theo kiểu của phân tích của Mỹ, phương pháp phân tích SWOT analysis, là chúng ta sẽ đi vào chữ S, chữ W, chữ O tròn và chữ T. Đó, nói đến bốn cái phương diện rất là quan trọng của bất cứ một cái sự phân tích sâu nào trên toàn cầu. Đó là cái phương pháp lý thuyết phân tích về strength, sức mạnh, W là weaknesses, điểm yếu, cái chữ O là opportunities, là cơ hội, và T là threat, là những cái mối nguy hiểm, những cái mối hiểm họa tiềm tàng nào. Thì chúng ta sẽ phân tích trong bốn khía cạnh đó cho quý vị. Trước khi chúng ta cùng phân tích thì Andrew cũng có ghi nhận một cách rất là kỹ càng, nhưng mà cũng lướt sơ cho quý vị biết, có bốn cái tin xung quanh liên quan đến cái việc bản tin vừa mới đưa ra là ông Phạm Nhật Vượng đã được cái ban hội đồng quản trị chọn làm tổng giám đốc của VinFast. Thì có bốn cái tin đồng cùng một lúc nó ập tới. Trước á, là Andrew muốn đưa cho các bạn cái bản tin. Tin này đến từ tờ báo News Observer của bên vùng North Carolina, thì cho biết rằng là chỉ sau một ngày, cái dealer List Automotive họ kết hợp và ký hợp đồng với lại VinFast để mà bán xe của VinFast á, thì cái tập đoàn sữa List Automotive này đã được một cái tập đoàn tỷ đô la khác của Mỹ mua luôn, mua đất luôn. Và bản tin này á thì nó nói chung là nó cũng sẽ có rất là nhiều cái yếu tố bất ngờ cho quý vị khán thính giả của Andrew Lê Show được biết, vì bản tin này nó không có đưa ra rộng rãi mà nó chỉ ở local thôi, và nó mới đưa ra hôm ngày 5 tháng 1 và được vừa biết bởi nhà báo tên là Chantal Alam. Thì Chantal Alam này viết và cho biết rằng là tập đoàn, bản tin nói như sau, Andrew dịch sơ cho quý vị. Một ngày sau khi một trong những cái nhà bán lẻ xe cộ ở Mỹ mà bán xe VinFast đó, ở Raleigh, là dealer List Automotive Group, xác nhận rằng họ sẽ làm việc với lại VinFast đó, thì họ đã được mua luôn bởi một cái tập đoàn tỷ đô la nữa. Mà cái tập đoàn này tên là Holman và họ có trụ sở đặt ở tiểu bang New Jersey. Tập đoàn Holman là một cái công ty làm chủ bởi một gia đình, và họ đã hiện hữu trong quá trình hoạt động là 56 năm. Và họ đã đạt được một cái hợp đồng là họ sẽ mua, và với một cái giá là không ai biết là bao nhiêu tiền. Họ không có muốn tiết lộ cái số tiền đó. Và cái thỏa thuận này nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng tầm 2.000 nhân viên của dealer List trong suốt cả cái vùng bờ đông đó. Và họ hiện giờ đó, List đó, thì họ cũng có một cái tập đoàn bán xe lẻ. Họ có khoảng 25 cái cửa hàng nằm trong cái khu vực Raleigh, Cary và Pinehurst, và bao gồm là họ cái tập đoàn này á, List này họ cũng bán luôn cả Honda, xe Ford, Toyota, xe Kia và Chrysler nha các bạn. Và đó là cái sự phát triển mới nhất mà tập đoàn List Automotive họ đã mua, xin lỗi là không phải là mua mà họ hợp tác với VinFast để mở cửa và mua bán xe ở cái xa lộ Auto Park gì đó ở Freeway 64 của US ở tiểu bang North Carolina. Thì đó là cái bản tin mà Andrew muốn trình cho quý vị cũng như là quý khách của chương trình của chúng ta ngày hôm nay, để được biết là cái tập đoàn List Automotive này họ đã được mua bởi cái tập đoàn lớn hơn là tập đoàn Holman. Bản tin tiếp theo mà Andrew cũng muốn gửi cho quý vị làm cái tin nền tiếp theo, đó là VinFast đã công bố rằng họ sẽ có thêm 5 cái dealer mới nữa, những 5 cái dealer độc lập phát triển ra toàn nước Mỹ. Và bản tin này cũng đi từ một cái website khác tên là streetinsider.com.
Bản tin này được xác nhận bởi bà Trần Mai Hoa, là phó tổng giám đốc về sale và marketing của VinFast Global. Bà nói rằng chúng tôi xác minh rằng VinFast đã tiếp tục dấn thân và phát triển cái thị trường bán lẻ của chúng tôi và hệ thống bán lẻ trong một thời gian ngắn để cung cấp sản phẩm của chúng tôi ra toàn cầu. Và với cái sự phát triển này đó, thì họ đã xác định rằng họ đã mở thêm 5 cái dealer theo thứ tự như sau. Thứ nhất là VinFast Raleigh ở North Carolina, chúng ta biết rồi đúng không? Thứ hai là Smith Haven ở tiểu bang New York. Thứ ba là VinFast Grapevine ở Texas. Thứ tư là Highly VinFast ở Fort Worth, cũng ở Texas. Và cái thứ năm là VinFast Wichita ở tiểu bang Kansas. Đó là 5 cái dealer mới nữa được thêm vào trong cái dự sự phát triển của VinFast ở Mỹ. Bản tin nói chung là khá thú vị và cái sự phát triển quá là nhanh chóng của VinFast. Bản tin tiếp theo mà Andrew cũng gửi cho quý vị là bản tin thứ 3. Nói về việc mà VinFast cũng đã xây dựng một nhà máy pin mới nhất và đầu tư 2 tỷ đô la ở Ấn Độ. Bản tin được cho biết ngày hôm nay, nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đã vừa mới ký một cái deal ở Ấn Độ để đầu tư 2 tỷ đô la vào một nhà máy phát triển ở Ấn Độ. Và ông Phạm Nhật Vượng cũng cùng một lúc được tuyên bố trở nên là tổng giám đốc của công ty VinFast. Và VinFast, thị trường chứng khoán đã hơi nhỉnh nhẹ, rớt nhẹ vào sáng thứ hai, có nghĩa là ngày hôm nay. Giờ này đang là khoảng tầm 6 giờ rưỡi hơn giờ California vào buổi tối. Bản tin cho biết rằng là VinFast đã đạt được một thỏa thuận đối với vùng miền Nam, một tiểu bang miền Nam của Ấn Độ tên là Tamil Nadu, với cái phần đầu tư ban đầu là 500 triệu đô la. Công ty mục tiêu đưa rằng là sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện và sẽ có một cái tầm và mục tiêu sản xuất là khoảng 150.000 xe điện mỗi năm. Và đây đối với Ấn Độ là một cái thị trường, một đất nước rộng lớn, thì đây cũng là một cái thị trường khủng khiếp và lớn lắm. Đây là một cái dự án cũng khá lớn đối với xe điện của Việt Nam. Và bản tin tiếp theo cũng khá là hay nữa, và bên lề của bản tin mà Andrew mới đưa, đó là thành phố Raleigh ở ngay tiểu bang North Carolina đó. Thành phố Raleigh là nơi mà cách nhà máy của VinFast không bao xa, thì họ cũng đã xác nhận rằng là họ đã đầu tư trên 387 triệu đô la cho cái trung tâm hội nghị lớn nhất của tiểu bang North Carolina ở đó. Đây là một trong những cái bản tin mà phải nói là khá là hấp dẫn, bởi vì hồi trước giờ thì cái hệ thống conference của thành phố Raleigh này á, nó không có lớn lắm. Nhưng mà bây giờ cái ủy ban thành phố của Raleigh đã đồng ý là sẽ đầu tư một số tiền phải nói là gần nửa tỷ đô la, 387 triệu đô la để mà họ phát triển trên cái convention center, là cái khu hội nghị của thành phố. Đó là một trong những cái bản tin mà Andrew nghĩ rằng là cũng sẽ đem đến một cái phần khá là nóng bỏng cho cái buổi phát biểu hôm nay. Kính thưa quý vị, xin mời quý khán giả chúng ta quay trở lại với khách mời của chúng ta chiều hôm nay, và xin cho quý vị có một vài lời phát biểu về những thông tin mà Andrew mới vừa đưa ra. Xin mời trước hết khởi đi với lại anh Lân. Mời anh Anthony ạ. Cảm ơn anh Lân, cảm ơn anh Andrew. Về cái tin thứ nhất thì sau một ngày mà một cái dealer nó ký giao kèo với là VinFast để bán xe, thì nó được bán, nó được mua bởi một cái tập đoàn khá lớn hơn. Thì theo tôi đi nghĩ, thực sự tin tức về cái vấn đề này rất là hiếm, rất là limited, giống như anh Andrew Lê nói, nó chỉ có một hay hai cái bản tin về cái này thôi, và trên giới truyền thông tôi đi nghĩ người ta cũng không có để ý về vấn đề này nhiều lắm. Thì cũng make sense, cũng có lý, tại vì theo tôi đi nghĩ thì cái tin này nó cũng không đến nỗi là phải là quan trọng lắm. Có thể là một cái chuyện rất là tình cờ thôi, sau khi một ngày mà
ký giao kèo VinFast mà nó bán luôn. Tại vì đặt trường hợp nếu VinFast mà biết được trước khi cái tập đoàn này nó bán, thì cái đây cũng là một cái problem của VinFast, cũng có thể là một cái possible problem của VinFast. Tại vì người ta có thể quy vào cái tội là insider trading. Còn nếu mà VinFast không biết đó, thì VinFast innocent, thì có nghĩa là biết hay không biết thì nó cũng không có không có make a big deal. Thì vì vậy nên tôi nghĩ đó là media đó, cái này nó không có newsworthy lắm nên nó không có mention. Cái vấn đề thứ nhì đó là thành phố Raleigh đó mà nó làm theo cái mở trung tâm hội nghị lớn hơn, thì có thể đây là một cái good news. Tại vì Raleigh, theo tôi đi biết, thì trước khi VinFast xây nhà máy thì một thành phố rất là đèo heo hút gió. Sau khi mà VinFast quyết định xây nhà máy bên đây thì nhiều người đổ về thành phố này biết mong muốn là kiếm thêm job, rồi kinh tế của thành phố này nó vì thế nó đi lên. Nên việc xây cái việc mở rộng cái trung tâm hội nghị này cũng có thể là nó hợp với là cái mong muốn của thành phố là để nâng cái kinh tế của cái thành phố này lên, để đồng nghiệp với cái hãng xe VinFast sẽ sắp sửa mở rộng bên sắp sửa xây bên đây. Và cái tin mà anh Phạm Nhật Vượng mà anh bị trở thành cái CEO đó, thì theo tôi nghĩ đó, cái tên này thì nó cũng hot thiệt, nhưng mà theo người Mỹ người ta nói đó, don't read too much into this. Tại vì đó, anh Phạm Nhật Vượng đó, anh là người, mặc dù cái hãng VinFast đó, là nó là cái hãng public, nhưng mà mọi người đều biết đó là hầu như tiền của cái hãng này đó, cái stock này là anh Phạm Nhật Vượng anh own. Thì người Việt người ta hay nói thì người nào có tiền thì người đó có quyền. Thì đúng là vậy. Hiện tại bây giờ mà Madam Thủy làm CEO, mọi người đều biết là những cái quyết định hàng ngày của công ty đó cũng từ anh Vượng mà ra mà thôi. Tại vì anh bỏ tiền ra mà, anh bỏ tiền ra thì anh phải có quyết định chứ. Nếu mà anh bỏ tiền ra mà để người khác quyết định day to day activity đó thì nó cũng hơi nghịch lý, hơi không có logic lắm. Mình bỏ tiền ra mà để người khác để quyết định tất cả những cái activity mỗi ngày thì không hợp lý lắm. Thì hiện tại trước đây thì hiện tại thì anh Vượng anh vẫn là người đứng ở sau tất cả những quyết định lớn, mọi người đều nghĩ là vậy. Mặc dù không có một cái thông tin chính thức hay là một cái confirmation nào từ company, nhưng mà mọi người đều assume như vậy, đều nghĩ là vậy, mà tôi đi nghĩ cũng hợp lý. Thì cái chuyện mà ảnh trở thành CEO để anh quyết định những cái daily activity thì cũng hợp lý, khỏi qua một cái layer khác. Ví dụ như Madam Thủy trước đây nếu mà có một quyết định gì đó thì đương nhiên chắc chắn là si phải come back để talk to anh Vượng và là được hay không, yes or no, thì nó sẽ mất thêm một cái đoạn thời gian delay nữa đó. Thì cái vấn đề mà chuyển ngôi như vậy tôi nghĩ là rất là hợp lý. Vâng, cái điều trước khi mà mình đi sâu á, anh chỉ tóm lại tí xíu nữa mình sẽ phân tích sâu hơn nha. Okay, thì anh cho thêm một lời nhận xét về cái nhà máy pin ở Ấn Độ cũng như là năm cái dealer mới vừa thêm. Ok, nhà máy pin Ấn Độ với thực sự cái nhà máy này vừa làm pin vừa làm xe luôn, theo một số thông tin tôi đi đọc đó, thì vừa làm pin vừa làm xe thì tôi đi nghĩ cũng hợp lý thôi. VinFast đầu tiên thì muốn đầu tư qua bên Âu Mỹ, nhưng mà bây giờ thì VinFast muốn mở rộng thêm bên cái mạng châu Á nữa thì cũng rất là hợp lý. Tại vì theo tôi đi nghĩ đó, cái mạng châu Á có thể nó dễ hơn mạng Âu Mỹ. Rồi về cái tin mà có năm cái dealer mới thì cái này là một cái tin rất là tốt. Tại vì VinFast không có thể nào mà có thể mà bán bằng cái showroom của mình qua tất cả 50 tiểu bang của Mỹ được. Cái này là cái việc rất là khó,
nên mở mở mà dealer thì đấy là một cái điều để mở cho bán xe bằng dealer thì đây là một cái điều không có thể mà không có thể mà không làm được. Thì năm dealer thì mới là bước mở đầu, thì hy vọng VinFast sẽ mở thêm nhiều và nhiều dealer khác trên khắp toàn quốc Mỹ và vâng, cảm ơn anh Tony. Các nơi khác thế giới. Dạ, dạ, cảm ơn anh cho cái suy nghĩ ban đầu. Xin kính mời anh Lân ạ. Cảm ơn anh Anthony với những cái đóng góp đó, rất là những quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Đây là một vài cái nhận xét của tôi cũng như là một vài cái gọi là phỏng đoán của tôi. Năm cái dealer hiện nay ở toàn Hoa Kỳ có vẻ như là khá là chậm so với lại cái mà khách hàng trông đợi, nhưng mà chậm cũng còn hơn không. Năm dealer này là năm dealer khởi đầu của VinFast ở nhiều cái tiểu bang khác nhau, khiến cho người mua có thể tiếp cận được sản phẩm của VinFast dễ dàng hơn trong tương lai trên toàn cõi Hoa Kỳ. Trước đây thì chúng ta chỉ biết có một số những cái showroom của VinFast ở California mà thôi, và còn đặc biệt là tập trung ở Nam California nữa. Tôi đã nghe những cái phàn nàn của một số người rằng là ở Bắc California tại sao lại bị gọi là bỏ rơi, không có phát triển những cái showroom như vậy. Thì với cái hướng đi gọi là vừa showroom của công ty mà vừa dealer của VinFast, thì trong tương lai càng ngày nó càng nhân rộng ra, thì khách hàng sẽ có điều kiện để mà tìm hiểu cũng như là tiêu thụ cái những cái sản phẩm của VinFast trong tương lai, từ VF8 như chúng ta đang thấy có mặt trên thị trường, cho tới những cái sản phẩm khác nữa như là VF9, VF7, VF6, VF3, thậm chí những loại xe điện. Một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng sẽ có cái gọi là có cái thử thách khi mà mở ra dealer, đó là càng mở ra nhiều dealer thì càng phải rải mỏng cái nhân sự của VinFast thêm nữa trong thời gian tới, đặc biệt là cái phần gọi là phần bảo trì cũng như là sửa chữa. Một khi mà sản phẩm đưa ra thị trường, càng nhiều người dùng thì nó sẽ càng có nhiều những cái vấn đề để mà cần phải bảo trì. Mặc dù là xe điện là một cái loại xe mà có thể nói rằng là cái việc bảo trì nó rất là tối thiểu so với lại xe xăng, nhưng mà nó cũng vẫn sẽ có, nhất là những cái phần mềm của VinFast cho tới nay vẫn còn đang được tiếp tục gọi là improve, tức là cải tiến. Về cái tin tức mà anh Andrew đọc ra rằng là cái dealer Lee, dường như Lee là phải được mua bởi một cái công ty lớn hơn, đó cũng là một cái tin tốt thôi. Một khi mà công ty đó được mua bởi một công ty khác thì nó phải là có cái giá trị kinh tế nào đó, và sau khi mà công ty Lead này đã mở thêm những cái dealer của VinFast thì có nghĩa là nó tạo thêm giá trị của công ty trước khi được mua đối với là mỗi công ty lớn hơn. Về liên quan tới tin tức về nhà máy ở Ấn Độ, VinFast đặt nhà máy ở Ấn Độ, thì rõ ràng đây là một cái điều mà nếu mình làm một cái so sánh, nếu mà không phải nhà máy ở Ấn Độ mà là nhà máy ở Trung Quốc thì có lẽ là những cái tiếng tăm hoặc là những cái dư luận trong thời gian qua nó đã rất là nặng nề. Người ta đã từ Việt Nam cho tới Hoa Kỳ, kể cả người gốc Việt lẫn người không phải là gốc Việt, luôn luôn có những cái ấn tượng không tốt với lại việc mà liên quan tới nhà máy ở Trung Quốc. Do vậy là cái chuyện mà mở nhà máy ở Ấn Độ, nơi mà có cái số lượng dân số cũng không thua kém gì Trung Quốc, nhưng mà được cái là Ấn Độ lại là một đồng minh rất là thân thiện đối với Hoa Kỳ, cho nên dù muốn dù không thì cái quyết định mà mở nhà máy Ấn Độ nó rất là thích hợp cho không chỉ nhóm người ở Việt Nam mà kể cả đối với lại thị trường chung ở nước Mỹ, thì cái việc mà mở nhà máy sản xuất ở Ấn Độ nó là một cái điều, một cái điểm cộng rất là lớn cho một công ty đang cố gắng đi vào thị trường xe điện của Hoa Kỳ. Cái
liên quan tới việc mà ảnh hưởng của công ty, của nhà máy đang được xây dựng ở North Carolina, thì rõ ràng chúng ta qua thông tin từ các bản tin của địa phương cũng như là bản tin của toàn quốc ở trên Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy trong thời gian qua, mặc dù nhà máy đang xây dựng, chưa biết cái kế hoạch của họ sẽ là cụ thể là ngày cho tới bao giờ là những chiếc xe đầu tiên sẽ lăn ra khỏi nhà máy để mà giao tới khách hàng, nhưng mà cái ảnh hưởng tích cực nó đã bắt đầu xuất hiện rất rõ ràng, là cái vấn đề công ăn việc làm. Người ta trông đợi từ 7 cho tới 10 ngàn cái công ăn việc làm cho một cái vùng địa phương như vậy, có thể nói là con số rất lớn. Cho tới nay thì giá nhà cửa ở khu vực đó cũng đã bắt đầu được gọi là được tăng lên, giá trị nhà cửa bất động sản được tăng lên, rồi các doanh nghiệp, các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ vân vân đã được bắt đầu xây dựng để mà đón đầu cho cái việc mà khi mà một khi mà nhà máy hoạt động, thì chắc chắn là cái vùng đó nó có rất là nhiều nhu cầu về những cái vấn đề dịch vụ cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đó là có thể nói rằng là cái điểm đó cũng là một cái điểm rất là gọi là đáng nói tới nhiều, khi mà một công ty từ Việt Nam, một nơi mà dư luận Hoa Kỳ cho tới gần đây vẫn khi nghĩ về Việt Nam là nghĩ về một đất nước chiến tranh, bom đạn, mà giờ đây một công ty từ một cái nước đất nước như vậy mang tới công ăn việc làm, thay đổi hẳn một cái bộ mặt của một thành phố ở Hoa Kỳ, thì điều đó là rất đáng ghi nhận. Còn về cái vấn đề mà liên quan tới cái tin tức ông Phạm Nhật Vượng thay đổi vị trí, có thể nói là thay đổi vị trí với bà Lê Thị Thu Thủy, ông Phạm Nhật Vượng trở thành CEO, tổng giám đốc của VinFast toàn cầu, trong khi bà Lê Thị Thu Thủy giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Theo tôi, cái điều đó, cái tin tức đó là hết sức quan trọng. Theo dõi các báo Mỹ thì họ đưa tin thì nhiều, nhưng mà để mà gọi là phân tích ra một cách cặn kẽ vì sao thì chưa thấy họ phân tích nhiều về cái vấn đề đó. Nhưng mà theo qua những sự tìm hiểu của tôi cũng như là sự đánh giá của tôi, thì đây là một cái tin tức rất quan trọng. Thì không biết là tôi có tiếp tục nói luôn cả cái phần đó hay là đợi anh Andrew trao đổi thêm. Vâng, cảm ơn anh Lân. Anh có thể ngừng một chút xíu để uống nước, và ngay tại đó chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng cái vấn đề phân tích sâu và bình luận sâu ngày hôm nay nó sẽ rất là có ích cho quý khán thính giả của Forbes TV. Xin mời các bạn cùng đăng ký kênh, chia sẻ kênh ngay bây giờ cho các bạn của các bạn để chúng ta cùng theo dõi, và chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài giây phút quảng cáo thương mại. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần phân tích sâu hơn nữa về cái SWOT analysis, cái sức mạnh, cái lợi thế đó của cái việc ông Phạm Nhật Vượng trở nên tổng giám đốc là gì, cái điểm yếu là gì, cái cơ hội là gì, và cái thách thức hoặc là những cái hiểm họa có hay không. Chúng ta sẽ quay trở lại trong giây lát. Kính thưa quý vị, mỗi lần Thanh Tuyền có dịp về Dallas để trình diễn thì lúc nào Thanh Tuyền cũng ghé thăm công ty Luraco cả. Hôm nay Thanh Tuyền có mặt ở trong văn phòng của Luraco. Như quý vị thấy, có rất là nhiều bằng phát minh của Bộ Quốc phòng nè. Nhiều quá quý vị ơi, khắp mọi nơi. Thanh Tuyền cảm thấy khi mình sử dụng chiếc ghế Luraco, Thanh Tuyền quá an tâm, quá hãnh diện và tự hào. Ít ra người Việt Nam của mình cũng có một cái công ty mà làm nở mày nở mặt cho cộng đồng chúng ta. Công ty Luraco.
Vâng, cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ màn hình của Phố Bộ Xe TV để mà chúng ta có những cái phân tích sâu trong giờ này. Như ban đầu chúng ta trước khi chúng ta nghỉ thì Andrew có đưa ra cái câu hỏi là việc ông Tổng Giám đốc Phạm Nhật Vượng của VinFast toàn cầu bây giờ trở nên là người sẽ là đứng mũi chịu sào cho công ty VinFast toàn cầu như vậy, thì nó có những cái cơ hội nào, những thách thức nào, những điểm mạnh, điểm yếu, và giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Andrew có rất là nhiều câu hỏi để cho quý vị, nhưng mà một trong những cái mô hình mà Andrew muốn giới thiệu cho các bạn trên màn hình bây giờ đó, thì quý vị sẽ thấy rằng đây là một trong những cái mô hình rất là phổ biến ở tất cả những cái phương pháp phân tích. Và đây là phân tích SWOT analysis, nó sẽ áp dụng cái quy tắc này cho bất cứ cái tình huống thay đổi nào mới nhất, để khi mà người ta đưa ra những cái quyết định có nên thay đổi hay là không á, thì người ta sẽ dựa vào bốn cái yếu tố này. Thứ nhất á, là sức mạnh, cái việc thay đổi đó nó sẽ đem sức mạnh gì. Cái thứ hai là cái việc thay đổi đó nó có những điểm yếu nào, weaknesses. Cái thứ ba là cái việc thay đổi đó nó có cơ hội nào cho phía bên ngoài của tập đoàn, công ty, hoặc là bất cứ những cái tổ chức nào phi lợi nhuận, hay là một cái gia đình, hay bất cứ một quyết định nào các bạn có nó đều phải áp dụng theo cái hướng này. Và cái điều thứ tư là có mối hiểm họa nào, có những cái tiềm ẩn nào nguy hiểm mà cần phải cẩn thận để mà có thể áp dụng được cái sự thay đổi này. Thì bây giờ xin mời chúng ta cùng phân tích qua cái việc này. Xin khởi đi với anh Tony. Xin cho anh cho biết rằng việc ông Phạm Nhật Vượng quyết định hay là được cái ban giám đốc của tập đoàn Vingroup cử ông trở nên là tổng giám đốc hay là CEO của VinFast thì nó có những cái lợi thế nào thưa anh? Cảm ơn anh Julian. Theo tôi đi đó, thì cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng trở thành CEO đó, nó có một số cái điểm lợi. Thứ nhất đó là ổng muốn chứng tỏ với là những cái người mà còn nghi ngờ đó là ổng make fully commitment với xe VinFast. Có nghĩa là tiếng Việt gọi là dấn thân trọn vẹn đó. Ông dấn thân trọn vẹn với VinFast, ông sẽ sống chết với VinFast. Đó, thì cái này là một cái message, là một cái tin nhắn ra với những cái người mà còn nghi ngờ cái vai trò của VinFast và cái nỗ lực của VinFast, cái commitment của VinFast của ông đối với VinFast như thế nào, thì ông muốn nhắn cho những người mà còn nghi ngờ là ông sẽ dấn thân trọn vẹn cho VinFast. Cái này là một cái tin tốt cho những người nào còn nghi ngờ. Và cái điểm thứ hai đó, cái tốt cho VinFast đó, là theo Tony nghĩ đó là những cái quyết định nó sẽ trở thành nhanh nhẹn hơn, nó sẽ không có một cái delay giữa Madam Thủy với là anh Phạm Nhật Vượng nữa. Tại vì trước theo tôi nghĩ trước đây tất cả những cái quyết định nào đó thì Madam Thủy cũng phải quay lại và họp và hỏi với anh Vượng. Thì hiện tại bây giờ mình không còn một cái ngăn cách đó nữa, thì anh Vượng đó anh có thể anh làm những quyết định trong một ngày và anh có thể anh thực hành luôn đó. Thì cái điểm này là cái điểm mạnh của cái quyết định này. Vâng, anh hết chưa? Đó là hai cái điểm tôi có thể nghĩ đến bây giờ, hai cái điểm mạnh. Rồi, vâng, cảm ơn anh. Cái vấn đề này. Dạ, xin mời anh Lân ạ. Cảm ơn mọi người. Không biết là vừa sạc vừa nói thì mọi người có nghe không? Nghe anh, nghe rõ lắm. Nếu mà anh nói lớn thêm chút xíu nữa thì tốt. Nghe được không? Rồi, được rồi. Thôi để tôi gắn này trong khi thì em tôi nói. Tại vì cái phone nó vừa báo đi. Phải cẩn thận, phải nói nó tắt cái. Nói đến điểm mạnh của ông Vượng trở nên tổng giám đốc thì anh sẽ nghĩ có những cái điểm mạnh như thế nào? Đây là cái đánh giá của tôi về cái tin tức ông Phạm Nhật Vượng gọi là nắm giữ vai trò CEO. Tôi cho rằng đây là một cái tin hết sức tốt. Hết sức tốt không chỉ cho VinFast, cho gọi là tập đoàn VinFast,
cho công ty VinFast mà còn cho những nhà đầu tư nữa. Lý do là sao? Là tốt. Thì có lẽ những người nào đã từng làm công ty, mở công ty, dù là giám đốc nhỏ xíu, 2-3 người, hay giám đốc lớn hàng ngàn người, thì đều hiểu rằng là không ai có thể điều hành cái công ty tốt bằng chính cái người thành lập ra cái công ty. Mình có thể mong muốn có những người nào đó làm giúp cho mình, làm phụ với mình, làm phụ tá với mình, để mà mình đứng lùi ra sau, để mà điều hành tổng quát. Nhưng mà có những lúc mà chúng ta trong vai trò của một người gọi là thành lập công ty, thì đứng ra để mà điều hành nó sẽ đưa tới kết quả tốt nhất. Trong trường hợp này nó giống như là ông Phạm Nhật Vượng phải rút gươm ra trận, ra gọi là mặt trận đó, ngay phía trước của mặt trận, không còn đứng phía sau nữa. Thì nó cho thấy, tôi đồng ý với anh Anthony có nói tới, đó là theo cái tiếng gọi là, anh xài cái chữ commitment tức là cam kết, nhưng mà tôi xài cái chữ là all in, tức là ông ấy gọi là coi như trận này là coi như là đánh hết mức cho cái trận VinFast. Tôi còn nhớ cách đây không lâu thì ông cũng đã bỏ hình như một số tiền nào đó mấy tỷ vay từ cái tiền cá nhân qua cho công ty VinFast để mà làm. Một tỷ đô anh. Thì, một tỷ đô. Dạ, yeah, một tỷ đô. Thì cho thấy ông đã không chỉ bỏ tiền ra trong cái trận này, mà luôn bỏ luôn cả coi như là toàn bộ cái khả năng của ông trong vai trò là một người lập công ty ra trong cái chuyện này. Có thể rằng là công ty Vingroup hay là tập đoàn Vingroup thì nó đã ổn rồi, ai cũng có thể gọi là vận hành được cái chuyện đó nếu đã đi song hành, đồng hành với ông trong một thời gian dài. Nhưng mà giờ đây cái game gọi là cái trận VinFast phải cần có những gọi là tay chiến tướng gọi là tốt nhất có thể. Thành ra là kỳ này thì chính ông Phạm Nhật Vượng ra trận như vậy. Với cái việc mà ông nắm vai trò CEO, tôi nghĩ rằng là nó sẽ cho người ta cái cơ hội nhìn thấy ông xuất hiện nhiều hơn, phát biểu nhiều hơn, phát biểu công khai hơn, vốn là cái điều mà rất là hiếm hoi mà ông Phạm Nhật Vượng hiện nay đang vận hành. Chúng ta rất hiếm hoi cái những cái cơ hội mà nghe ông phát biểu về cái điều gì đó liên quan tới công ty, liên quan tới cái ngành nghề xe điện vân vân. Rồi người ta sẽ trông thấy ông có thể là xuất ngoại nhiều hơn, không chỉ là cái chuyến sang sang Ấn Độ vừa qua, mà có thể là vì phát triển nhiều ở Hoa Kỳ thì ông cũng sẽ sang Hoa Kỳ nhiều hơn và gặp gỡ nhiều đối tác hơn. Và với những cái chuyện mà ông tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài và phát biểu nhiều hơn với bên ngoài đó, thì đối với là những nhà đầu tư liên quan tới VinFast hoặc là đầu tư với cổ phiếu của VinFast, thì họ sẽ được nhận thông tin nhiều hơn, từ đó nó sẽ rất là dễ dàng hơn cho người ta có thể đầu tư. Và như vậy thì cái khả năng mà cổ phiếu của VinFast nó sẽ được tăng lên trong thời gian qua, với nhiều cái tin tức mà trong mấy tuần qua mà anh Nguyễn Thanh Vũ cũng đã từng có chia sẻ với mọi người rồi đó, thì bây giờ cộng thêm cái tin tức ông Phạm Nhật Vượng làm CEO, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ảnh hưởng tới cổ phiếu của VinFast trong thời gian tới. Mặc dù ngày hôm nay người ta theo dõi thì nó đang ở cái mức gọi là thấp hơn cái ngày hôm trước, nó xuống tới 6 đồng mấy gì đó thay vì 7 đồng mấy của cái tuần trước. Nhưng mà cái vấn đề là rõ ràng là một người ra lãnh đạo cái VinFast mà là cái người gọi là cao nhất ở trong công ty, thì nó là một yếu tố gọi là vô cùng gọi là tích cực. Chúng ta nhớ ông Elon Musk khi mà mua Twitter rồi chuyển thành X, thì ban đầu ông cũng chính là người loại hết tất cả những người khác ra để ông nắm cái vai trò gọi là điều hành như là một CEO của Twitter trong những ngày đầu, sau đó giao lại cho một người khác, một người nữ khác.
tôi cũng có đọc thoáng qua, có một vài khán giả có ghi nhận rằng là yếu tố nam nữ ở đây cũng có thể là một cái yếu tố khi mà VinFast đang phát triển qua Indo cũng như là qua Ấn Độ, thì những cái thị trường đó khi mà có một cái vị nữ CEO làm việc trực tiếp với lại các đối tác ở hai thị trường đó thì có khi nó sẽ không mạnh, có khi nó sẽ không hữu hiệu bằng những người nam, đặc biệt là người đứng đầu công ty như ông Phạm Nhật Vượng. Đó là một số những cái phân tích về cái góc độ tích cực. Còn cái góc độ tiêu cực thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng tìm khó ra những cái điều tiêu cực trong cái quyết định này của VinFast khi có ông Phạm Nhật Vượng làm CEO. Nhưng mà tôi có một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là có thể là điểm yếu, rằng là VinFast với ông Phạm Nhật Vượng đã thành công lập các công ty và thành công ở trong thị trường Đông Âu với cái công ty làm mì ăn liền đó, và một số những công ty khác, thì ông có rất nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là những cái quan hệ ở trong cái thị trường Đông Âu. Còn ở Hoa Kỳ, nơi mà bây giờ có thể nói vẫn nói là quan trọng nhất đối với lại VinFast so với những cái thị trường khác đó, thì dường như là ông chưa có mặt ở đây bao giờ, ông chưa có những cái gọi là kinh nghiệm đối với lại cái thị trường này, ông chưa có những cái mối quan hệ network một cách chặt chẽ trên cái thị trường này. Đó có thể là một cái bất lợi ban đầu, hy vọng nó sẽ có thể là xoay chuyển trong thời gian tới. Còn một vài những cái gọi là cách nghĩ tiêu cực khác nữa, thí dụ như là mình có thể là sẽ giữ cái vấn đề tích cực trước thưa anh, rồi chúng ta sẽ đi rồi qua những vấn đề tiêu cực. Cảm ơn Lân cho cái nhận định của anh rất là chặt chẽ như vậy. Andrew cũng muốn hỏi cho quý vị một cái câu hỏi bên hông cái sức mạnh mà quý vị vừa đưa ra đó, thì việc mà có những cái sức mạnh như vậy thì có phải là đội ngũ trước đây họ làm việc không đủ mạnh không, hay là không đủ hiệu quả hay không? Tại vì mình cũng thấy rằng là trong một thời gian là quý vị cũng nên nhớ rằng là VinFast là một cái công ty cách đây 3 năm thì không ai biết đến, đúng không ạ? Mà chỉ trong vòng là 3 năm trở lại thôi, thì từ một cái chỗ là không có gì hết mà đến một cái công ty sản xuất xe hơi điện mà có thể nói rằng bây giờ nằm trong top 10 của thế giới trong vấn đề sản xuất xe điện, thì nó là một cái điều rất là khá đấu như vậy. Thì nếu mà trong thời gian rất là ngắn như vậy mà đội ngũ của ông Phạm Nhật Vượng đã làm việc rất tốt như vậy, thì tại sao không giữ mà phải thay ngựa giữa đường như thế này? Xin mời anh Tony. Cảm ơn anh Andrew. Theo câu hỏi này thì tôi thấy đó, cái cách cái lần thay đổi người lúc này nó, lần này nó khác với những lần trước. Những lần trước đó mình nên nhớ là hai lần đầu tiên, hai cái CEO đầu tiên là người ngoại quốc, và đến kế tiếp người thứ ba là Madame Thủy, và bây giờ đến anh Vượng. Thì cái lần thay đổi lần này nó khác hai lần trước. Hai lần trước đó là, nếu theo tiếng Việt mình nói đó, là VinFast có thể là đang tìm cách chuyển giao công nghệ. Tại vì đối với Việt Nam, cái ngành sản xuất xe là mới quá, chưa có kinh nghiệm gì hết, nên bắt buộc phải mướn người ngoại quốc để điều hành cái công ty từ khi nó còn non trẻ. Làm chiếc xe hơi rất là phức tạp, nó từ máy móc cho đến software, cho đến từ cái bánh xe, cho đến từng cái ghế, từng cái kính xe, tất cả nó mấy chục ngàn cái component đó put together, nó phải bỏ lại với nhau. Thì một người mà trong nước thì tôi nghĩ không có thể nào mà có khả năng làm những cái điều này được, thì bắt buộc VinFast phải mướn người ngoại quốc thôi. Mình nên nhớ rằng hai người đầu tiên và làm CEO là hai người đã có một cái quá trình kinh nghiệm làm trong cái ngành xe hơi rất là lâu ở những nước Âu Mỹ đó. Thì cái thay đổi lần này đó là khác. Thay đổi lần này không phải, không có hẳn là Madame Thủy là ít khả năng hơn là anh Vượng. Tôi không nghĩ vậy.
Nhưng mà theo Tony nói lúc đầu đó, là đồ lúc này đó, là để anh Phượng, anh là cái người bỏ tiền ra, thì ảnh có quyền, ảnh điều hành cái công ty này một cách trực tiếp hơn và nhanh nhẹn hơn. Đó, thì cái thay đổi này là một thay đổi tích cực. Chúng ta hình như đang, xin lỗi anh Tony, mình đang có một chút echo đâu đâu đó, phải không? Nó có một cái... có một chút echo âm thanh. Chắc bên tôi đó. Vâng, xin mời anh Tony nói tiếp ạ. Xin lỗi quý vị. Dạ, ok. Thì cũng tiếp tục trên cái suy nghĩ này. Thực sự đó, mình nghe nói là thay đổi CEO, chairman. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại đó, cái vấn đề này không đến nỗi là nghiêm trọng. Thì nếu mà các bạn nhìn vào cái website của VinFast, cái governance website VinFast, thì Madam Thủy vẫn đứng ở trên. Và đến hình của Madam Thủy trên, đến hình của anh Vượng, rồi mới đến hình của CFO. Thì theo cái structure của cái hãng thì Madam Thủy vẫn ở trên, vẫn là chairman of cái board of director. Còn anh Vượng chỉ là member thôi, mặc dù anh Vượng là CEO. Nếu mà mình nghĩ rộng hơn một tí nữa, trong cái VinGroup đó, anh Vượng hồi giờ không phải là CEO, anh Vượng đó là chairman. CEO đó là anh Nguyễn Việt Quang, nếu tôi không lầm. Thì không có hẳn là CEO hoặc là chairman ai cao hơn ai. Thì cái CEO chỉ là cái người điều hành công việc hàng ngày. Còn chairman nó có thể là có một cái tầm ảnh hưởng khác, không phải là điều hành công việc từng hàng ngày, day to day activity. Nên đó, khi mà mình nhìn vô cái cách thay đổi như vậy đó, hiện tại đó, nhiều người ta sợ giống như một cuộc cách mạng, hay là ví dụ VinFast, something wrong with VinFast, thay đổi người soạn soạn kiểu đó, thì tôi đi nghĩ không có đúng, không có gì mà đáng sợ, không có gì mà phải sợ hết. Thì anh Vượng, tại ảnh là có tiền nên anh có tiền thì anh điều hành được. Và chị Thủy thì chị nhận trách nhiệm khác cũng có thể là quan trọng, cũng có thể quan trọng hơn. Và đồng thời đó, cái giống như anh Lân nói hồi nãy, thì anh cũng có hơi quan ngại anh Vượng không có cái kinh nghiệm và về cái mảng thị trường này, tại vì hồi giờ anh làm ở Đông Âu. Thì nói thẳng ra đó, thì mình hơi quan ngại về vấn đề tiếng Anh, giao tiếp của anh Vượng đối với cái thị trường Âu Mỹ. Nhưng mà thực sự ra mình nhìn lại đó, cái vai trò đó, thì Madam Thủy đó vẫn là phụ trách cái mảng là tiếp xúc với là quan hệ với những người về đầu tư, những người ngoại quốc. Còn anh Vượng là về operation, về marketing và thôi, thì không cần là phải tiếp xúc rất là nhiều với là những cái khách hàng Âu Mỹ. Thì cái vấn đề này thì theo tôi nghĩ đó, thì cũng không có vấn đề, không là vấn đề gì hết, không có vấn đề trầm trọng. Cái vấn đề đổi ngôi như vậy cũng là một điều rất là hợp lý. Cảm ơn anh. Mình Lân ạ. Thôi thì không ạ. Dạ vâng. Tôi thì thôi không đồng ý lắm với cái cách xài chữ của anh Andrew vừa rồi, là thay ngựa giữa dòng. Tại vì khi ông Vượng nắm chức CEO thì bà Thủy không phải là bị thay đi chỗ khác, mà lại là giữ cái vai trò còn cao hơn cả CEO, có nghĩa là vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Cho nên là một cái vai trò có thể nói là thu sắp xếp, mà có thể theo công ty nó sẽ hữu lý hơn cho từng vị, cho ít nhất cho cái giai đoạn hiện nay. Thì để tôi có lẽ chia sẻ một cái đoạn mà tôi nhận được từ chính bên phía VinFast khi tôi đặt ra cái câu hỏi về nguyên nhân cũng như là ý nghĩa của cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng giữ vai trò này. Thì nguyên văn cái đoạn mà tôi nhận được từ phía nhân sự của VinFast là như sau. Năm 2024 sẽ là năm cần sự phát triển bùng nổ của VinFast với mục tiêu mở rộng lên đến 50 thị trường, thiết lập cơ sở sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia. Đây là cột mốc phát triển quan trọng mới của VinFast so với giai đoạn trước. Trong đó, công ty cần tập trung phát triển và đưa ra sản phẩm đa dạng, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh trên diện rộng. Do đó, hội đồng quản trị tin rằng ông Phạm Nhật Vượng với bề dày kinh nghiệm về mở rộng quy mô tích lũy từ quá trình phát triển các công ty startup
thành doanh nghiệp tỷ đô như Vingroup, Vinhomes sẽ là người phù hợp cho vị trí tổng giám đốc. Với sự nhạy bén, cần thiết, khả năng ra quyết định hiệu quả, ông sẽ trực tiếp dẫn dắt VinFast để đạt được các mục tiêu đề ra trong giai đoạn phát triển mới. Bà Thủy vẫn tiếp tục phát triển thế mạnh trong việc tương tác với các đối tác bên ngoài và huy động vốn để đóng góp nhiều hơn nữa cho công ty. Với cái phần chia sẻ đó từ phía VinFast, tôi nghĩ rằng là đó chính là cái sự sắp xếp làm sao cho nó phù hợp cho mỗi cái vai trò, mà đặc biệt là vai trò gọi là tướng chiến trường của cái chiến trường VinFast giờ đây giao cho ông Phạm Nhật Vượng. Đó là một cái vai trò để mà phát huy tối đa, đó là một cái vai trò mà gọi là để tốt nhất có thể cho VinFast hiện nay. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Mà bây giờ thì cũng đã là 7:08 ở Nam California, ở Las Vegas rồi, thì chắc có lẽ tôi sẽ tham gia với mọi người độ khoảng chừng 10 phút nữa, tại vì chạy đi có một cái hẹn từ 7 giờ nhé. Vâng, cảm ơn anh. Thì nói tóm lại trong cái phần phát triển sức mạnh này đó, thì Andrew cũng thấy, nói tóm lại theo quan điểm của hai anh, thì việc mà thay đổi như vậy cũng có một cái, những cái sức mạnh cố định để mà đưa công ty không một cái mục tiêu nào khác hơn là trở nên khá hơn và đạt đến nhiều mục tiêu, đạt đến những cái chính sách phát triển và marketing một cách vũ bão hơn nữa để mà phát triển mạnh mẽ. Thì chúng ta cũng suy nghĩ theo hướng đó, và Andrew cũng cảm nhận được rằng là cái việc mà giải thích việc thay đổi này đó, nó không phải là thay ngựa giữa đường, hay là một cái sự thay đổi sành sạch như vậy làm cho người tiêu dùng hoang mang. Nhưng mà theo thống kê của những ý kiến gom lại thì Andrew thấy rằng các anh nói có vẻ giống như là đây là một cái sự luân phiên và đem đến cái tốt nhất cho cái lợi ích chung của công ty cũng như là người tiêu dùng và nhà đầu tư. Thì theo cái suy nghĩ đó thì Andrew nghĩ cũng rất là chí lý. Bởi vì nếu mà so sánh cái công ty Tesla đó, thì gần như là Tesla với lại SpaceX với lại công ty X là phụ thuộc vào chỉ một người mà thôi. Và nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro, bởi vì nếu việc gì mà xảy ra đối với ông Elon Musk á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả 3 hoặc là 4 công ty. Chưa kể là công ty về thần neurology ha, về AI, rồi sau này ông cũng muốn làm những công ty giống như là đào đường hầm xe lửa đủ thứ hết. Thì gần đây thì có một cái bản tin là ông Elon Musk sử dụng thuốc bất hợp pháp, illegal drug use á, thì cũng làm cho nhà đầu tư trở nên rất là hoang mang. Thì nhìn vào chuyện đó thì chúng ta thấy rằng VinFast thì hoàn toàn là có thể đổi tay và có thể xoay đổi vị trí cũng như là những cái người lãnh đạo công ty nhằm với một mục đích duy nhất, không gì khác hơn, đó là việc phát triển công ty đi theo một hướng có lợi nhất cho người đầu tư cũng như người tiêu dùng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong cái phần phân tích đó. Có thể chúng ta sẽ đi nhanh về cái phần cơ hội thì chúng ta cũng đã nói qua rồi ha. Vì chúng ta có thể phân tích một chút xíu về cái điểm yếu hoặc là cái tiềm ẩn, cái rủi ro nào trong cái vấn đề mà ông Vượng trở nên như vậy hay không. Xin mời anh Lân nói trước để anh Lân có thể có cơ hội ra đi. Tôi muốn nói thêm một tí về cái phần cơ hội khi mà anh sử dụng chữ cơ hội đó. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là cái cơ hội mà tôi ghi nhận rõ ràng nhất trong cái lần này đó là trong cái việc này đó là cái cơ hội cho bên ngoài, cho truyền thông, cho dư luận, cho những nhà đầu tư thấy cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng tương tác nhiều hơn với truyền thông bên ngoài. Chúng ta thấy dù muốn dù không thì trong thời gian qua bà Thủy trong vai trò CEO cũng đã xuất hiện trong những cái sự kiện quan trọng của VinFast, như là khởi công nhà máy ở North Carolina. Bà có ở đó làm cái lễ khởi công cũng như là đã phát biểu một cách rất trực tiếp với truyền thông, kể cả bà đứng ra phát biểu cũng như là đứng trả lời trực tiếp báo chí. Mà lúc đó tôi còn nhớ là dường như là anh Andrew cũng đã đặt câu hỏi trực tiếp với bà Thủy đó. Thì và nhiều cái sự kiện khác nữa, như là chẳng hạn như là sự kiện lần này có thể là
bà hoặc là những người mà hoặc những cái lần mà triển lãm CES vân vân thì cũng có thể có sự xuất hiện và phát biểu của bà. Thì như vậy ông Phạm Nhật Vượng trong tương lai trong vai trò đó thì dù ít dù nhiều, dù muốn dù không, ông sẽ có xuất hiện nhiều hơn nữa trước công chúng, phát biểu nhiều hơn nữa trước công chúng, và tôi cho rằng cái điều đó, nhất là trong góc độ của truyền thông, thì rất là thú vị để mà có thể tiếp cận, để mà có thể ghi nhận những cái phát biểu của ông trong thời gian tới. Vì dù muốn dù không, trong vai trò CEO, ông không thể tránh được cái chuyện đó đối với lại dư luận. Thì đó là cái vấn đề cơ hội mà tôi nhìn thấy. Còn phần còn lại thì có lẽ nhờ anh Tony tiếp lời ạ. Cảm ơn Lân. Về cơ hội, theo tôi đề nghị đó là khi mà anh Vượng anh trở thành CEO đó thì có thể anh có thể có những quyết định quyết đoán hơn, những quyết định mà có thể là phải nói là nhanh nhẹn và có thể nói là đồng trời hơn. Tại vì anh Phạm Nhật Vượng theo mọi người biết là ảnh có những quyết định rất là táo bạo. Ảnh dám take risk rất là nhiều rủi ro, và cái sự thành công của ảnh là nhờ lên những cái quyết định táo bạo như vậy. Thì cái cơ hội cho VinFast khi mà anh Vượng lên làm CEO đó, thì tôi nghĩ đó là có thể là ảnh có những cái quyết định táo bạo hơn, tức mình là hơn, quyết định là táo bạo và hy vọng sẽ thành công. Tại vì anh Vượng thì theo mọi người biết là anh có giống như có cái tay vàng vậy đó, anh làm gì cũng thành công, anh đụng vào cái gì cũng là thành công hết. Tất cả những cái business của anh ở Việt Nam dưới cái trướng của Vingroup thì hầu như cái nào cũng thành công hết. Mặc dù nếu mà mình nghĩ lại 5 năm trước, 10 năm trước, mình nghĩ lại không ai có thể có những quyết định mà làm những cái công trình như anh bây giờ mà anh làm mà cuối cùng anh thành công đó. Thì đó là cơ hội của VinFast khi mà anh Vượng làm CEO. Tony nghĩ như vậy. Vâng, cảm ơn anh Tony. Trên màn hình quý vị có thể theo dõi thì Andrew trong cái phần làm khảo cứu đó, thì Andrew cũng có thấy rằng cái vấn đề mà tăng GDP trên thế giới trong những cái nền công nghiệp phát triển mạnh nhất trong những năm gần đây đó, thì có một cái phần mềm họ cũng đã tính ra được là cái GDP của năm 2023 này đó, thì so với cái GDP toàn cầu á, Mỹ vẫn đang dẫn đầu, tiếp theo là Trung Quốc, và đến những nước giống như Nhật, Đức, và sau đó thì chúng ta thấy là Ấn Độ hiện bây giờ đang nằm trong cái tầm là phát triển là thứ 5 của GDP toàn cầu. Nhưng mà xin kỹ thuật cho cái hình đó. Thì Andrew cũng thấy rằng là sau cái tính toán và các thông số của các nhà dự đoán kinh tế trong vòng từ 10 đến 20 năm tới, thì Andrew rất là ngạc nhiên là thấy rằng là Ấn Độ trở nên là cái nước sẽ có nền kinh tế GDP tăng lên thứ 3 toàn cầu, thưa quý vị. Chúng ta sẽ thấy trong cái màn hình của kỹ thuật sẽ cho chúng ta trong vòng giây lát. Thì việc đó cho mình thấy một điều là gì? Khi mà ông Phạm Nhật Vượng quyết định đến để mà gặp ông Thủ tướng Ấn Độ trong chuyến đi vừa qua đó, thì Andrew thấy rằng là Andrew chưa hiểu được cái lý do là tại sao phải hợp tác với Ấn Độ và qua Ấn Độ. Cho đến khi Andrew nhìn và research qua những cái tài liệu này thì bắt đầu mới thấy rằng thì ra là trong cái tầm nhìn từ 5 đến 10 năm đến 20 năm nữa đó, Ấn Độ nó sẽ trở nên là một cái nước có cái GDP đứng thứ 3 trên toàn cầu. Thì lúc đó Andrew mới hiểu, và như vậy đó nó dẫn đến cái việc á là em có thể cho nó đi nhanh lên đến năm 2023 thay vì chúng ta phải ngồi chờ cái software này nó chạy. Như các bạn thấy, đây là một cái software mà họ có thể tính ra được cái sự tăng trưởng của GDP toàn cầu. Thì em cho lên năm 2023 luôn. Thì quý vị thấy anh Andrew ơi, dạ, trước khi mọi người tiếp tục thì có lẽ tôi sẽ phải chia tay mọi người ở đây. Dạ, tại vì nó đã trễ cái hẹn rồi. Thì coi như là trước khi đi thì chúc cho mọi người, anh Andrew, anh Tony cũng như khán thính giả, một đêm thật là nghe chương trình thật là thú vị, và chúng ta sẽ gặp lại trong
những ngày tới, ngày mai, ngày kia khi tôi có mặt ở CES sẽ có rất là nhiều những cái thông tin thú vị về không chỉ là VinFast mà kể cả những cái vấn đề liên quan tới công nghệ hiện đại nhất toàn cầu hiện nay. Vâng. Sẽ diễn ra ở Vegas. Xin cảm ơn các anh. Cảm ơn anh Lân nhiều lắm và chúc anh công tác thành công. Rất là vui có anh đã đưa ra những cái lời bình luận rất là sâu sắc. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người. Chúng ta rất là tiếc khi anh Lân phải chia tay chúng ta quá là bất ngờ trong cái giờ phút này, vì thời gian của anh Lân hiện bây giờ đang ở Las Vegas thì cũng có rất là nhiều cuộc họp đang chờ anh. Cho nên dẫu sao đi nữa thì cũng sẽ không thiếu phần hấp dẫn khi chúng ta vẫn còn Anthony trong phần phân tích với chúng ta, để Andrew tiếp tục cái suy nghĩ của mình về vấn đề GDP. Thì quý vị thấy rằng trong cái mảng phát triển GDP toàn cầu hiện bây giờ trên màn hình thì quý vị thấy là Ấn Độ đang đứng sau Đức và sau Nhật và sau Trung Quốc. Trên cùng là nước Mỹ, đúng không ạ? Nước Mỹ có 26.000 tỷ đô la, đó là GDP của nước Mỹ hiện bây giờ cho năm nay. Nhưng mà tiếp theo cái phần mềm này nó chạy thì nó cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà phỏng đoán về GDP là cái tổng số lượng thu nhập gross domestic production của một quốc gia đó, khi mà họ phát triển ra đó thì họ bán ra sản phẩm của họ trên toàn cầu thì họ thu nhận lại được số tiền như thế này, thì Ấn Độ trong năm 2028, em có thể chạy đến năm 2028 giùm anh, thì Ấn Độ trở nên là nước thứ ba với cái GDP toàn cầu, quý vị thấy không? Đó là cái điều mà Andrew, khi mà Andrew nhìn đến cái vấn đề đó thì Andrew mới phát hiện ra là thấy rằng wow, khi mà Việt Nam và nhất là VinFast đã tập trung đầu tư vào trong cái thị trường ở Ấn Độ thì rõ ràng là ông Phạm Nhật Vượng đã có những cái quyết định rất là đúng. Như vậy thì việc đó cũng xác nhận thêm một điều nữa là gì? Nếu mà ông Phạm Nhật Vượng không ở trong cái vị trí tổng giám đốc VinFast lúc này thì sẽ là lúc nào? Và nó sẽ đã dẫn đến một cái nhiều cái câu hỏi hoặc là nhiều cái sự quan sát từ nhà đầu tư. Họ nhìn vào VinFast và họ thấy rằng wow, bây giờ là người thật việc thật đã lộ mặt. Người thật việc thật đã bắt đầu cầm lái cái con tàu này. Thì đó là cũng là điều mà Andrew nhận định từ cái vấn đề cơ hội. Thì qua cái cơ hội mà khi ông làm tổng giám đốc của VinFast thì ông sẽ chắc chắn là có những cái quyết định giống như Anthony nói là táo bạo hơn nữa, và quyết đoán hơn nữa, và nhanh hơn nữa, và hợp thời hơn nữa, đúng không ạ? Thì nếu mà không có những cái quyết định trong cái cơ hội để mà bán sản phẩm ra thị trường thì bây giờ nó rất là thay đổi nhiều lắm. Ngày hôm nay là như thế này, ngày mai thế nào là khác rồi, đúng không? Và cái xe Tesla, quý vị thấy không? Ông Elon Musk, ông thay đổi giá một cách rất là đột ngột. Ngày hôm nay á, thì ông để là giá Tesla Model 3 là như vậy, nhưng ngày mai giảm giá 10.000, ngày mốt giảm giá 15.000. Tự nhiên nó kích cầu và như thế người ta mua được liền. Và ở một cái vị trí, một cái người mà đã đem những đồng tiền để liền khúc ruột của mình mà đầu tư vào một cái hãng như thế này, mà có những cái quyết định rất là giống như anh Tony nói là quyết đoán và nhanh nhẹn và hợp thời, thì chắc chắn cái cơ hội thắng sẽ rất là nhiều, phải không anh? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thêm về cái phần phân tích về cái điểm yếu. Theo anh thì anh nghĩ có cái điểm yếu nào không? Khi ông Phạm Nhật Vượng trở nên là trước đây là một người tổng giám đốc của một tập đoàn Vingroup, bây giờ là trở nên xuống để làm dành hết thời gian và tập trung vào cái VinFast này. Cái điều đó có cho người đọc hoặc là người tiêu dùng họ thấy rằng VinFast đang yếu hay không thưa anh? Cảm ơn Andrew. Trước khi để nói cái điểm yếu thì tôi xin nói thêm về cái điểm về Ấn Độ. Bây giờ nói điểm yếu đi rồi chút tí xíu nữa chúng ta sẽ quay lại tổng hợp lại thưa anh. Cứ nói theo chương trình. Okay. Dạ, trong điểm yếu đi. Dạ dạ. Ok, cái điểm yếu mà cái threat á thì cái weakness, chứ không phải là cái bên ngoài, dạ, cái bên trong. Dạ. Cái weakness á là sẽ khi mà anh Vượng anh làm CEO á thì sẽ không có tiếng Mỹ nó gọi là check and balance nữa, là không có là check and balance, tiếng Việt nó dịch như thế nào anh? Là kiểm tra và cân đối. Uh-huh. Kiểm tra và cân đối lẫn nhau, tại vì anh là toàn quyền rồi. Thì cũng giống như một nước có một độc tài vậy đó. Thì cái người độc tài này
nếu người ta có quyết định đúng đắn thì người ta đưa đất nước lên rất là nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mà cái người độc tài mà không có quyết định đúng đắn đó thì có thể kéo cái đất nước đi xuống. Đó thì cái này là một cái có thể coi là một weakness. Khi mà ảnh lên thì ảnh có quyền tự tung tự tác. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà qua cái lịch sử làm việc của anh Vượng thì mình có thể thấy được ảnh là không phải là cái người như vậy. Ảnh luôn luôn có những cái quyết định mặc dù là rất là táo bạo nhưng mà không có vô lý. Ảnh có nhìn cái tầm nhìn chiến lược của ảnh rất rất là hay. Đó là mình sợ là vậy thôi. Rồi cái điểm yếu thứ hai nữa mà tôi có thể nghĩ đó là khi mà anh Vượng anh ra làm CEO thì giống như bán bài lật ngửa, mọi người đều biết hết. Anh làm gì mọi người đều biết, người ta sẽ không có hy vọng vào một cái con bài nào hết khác nữa, tại vì anh là anh lật bài hết rồi. Đó, tốt hay xấu là ý nói là không có người nào có thể thay thế được anh nữa, đúng không? Đúng rồi, không ai có thể thay thế anh nữa. Anh đã lật bài hết trơn rồi, mọi người đã thấy tốt hay xấu là thấy. Thì cái này mình có thể nhìn hai cái cạnh, có thể là mạnh cũng được, có thể yếu cũng được. Đó, thì cái đó là cái điểm thứ nhì tôi muốn nói. Vâng, cảm ơn anh. Người tiêu dùng hoặc là người đầu tư á, khi mà họ nhìn thấy cái vấn đề anh Phạm Nhật Vượng này trở nên là tổng giám đốc của công ty đó, thì chắc chắn một điều họ cũng, mình không có tin hay không tin thì cái đó là tùy, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng là rõ ràng VinFast hiện nay đang cần một sự thay đổi. Đó là quan điểm của Andrew thôi. Cho nên là trên cái sự thay đổi đó thì có những cái sự cảm nhận á, là một số người họ nói là ồ, nếu mà VinFast đang tốt thì mắc mới gì phải thay đổi, đúng không? Cho nên là cũng sẽ có những cái nhận định cho rằng hiện nay VinFast đang ở trong một cái thế cần phải có một cái sự kích thích, hoặc là một cái đô thuốc, một cái liều thuốc vitamin về vấn đề lãnh đạo, hoặc là vấn đề chiến lược, hoặc là về một cái nhân sự để có thể đem đến những sự thay đổi một cách tích cực hơn nữa cho tập đoàn. Thì cái đó là cái nhận định của Andrew cho cái vấn đề là cảm nhận được cái sự điểm yếu. Những hồi nãy anh Tony có nói rằng là ông Phạm Nhật Vượng có thể là không có lưu loát tiếng Anh bằng Thủy. Anh có thể nói rõ hơn không ạ? Tại vì theo mình biết đó, anh Vượng, anh hồi đó anh học bên Nga thì chắc chắn là tiếng Nga anh rành. Ảnh thì còn Madame Thủy thì là học ở trường của Âu Mỹ thì tiếng Anh thì rành hơn. Anh Vượng á, hồi nãy anh Andrew có nói về vấn đề Elon Musk, có nói một số điều về Elon Musk. Thì một điều mà mình thích anh Vượng đó là ảnh rất là im lặng, ảnh không có nói nhiều. Ảnh chỉ có là thường là behind the scene, anh làm sau cái màn, sau bức màn thôi. Ảnh không có xuất đầu lộ diện mà nói nhiều, nên cái vấn đề mà tiếng Anh hơn của ảnh này kia thì mọi người chỉ có là nghĩ vậy thôi. Mình thực sự mình không biết trình độ tiếng Anh của ảnh như thế nào, mình chỉ nghĩ tại vì anh đi học bên Nga thì với là anh làm việc bên Nga, bên Ukraine biết bao nhiêu năm thì chắc chắn là anh phải rành tiếng Nga. Còn mình chưa có theo tôi đi thấy đó là chưa thấy ảnh làm việc với những nước Âu Mỹ, chưa thấy ảnh nói lúc nào, nên mình nghĩ là tiếng Anh của ảnh có thể không lưu loát bằng Madame Thủy. Đó là cái điều mình nghĩ thôi. Hôm bữa Andrew có họp báo với ban giám đốc, trong đó có ông Vượng, ông Quang, bà Thủy và một số các nhân sự cao cấp của Vingroup tại Vinpearl năm 2022. Thì Andrew cũng có thấy rằng có rất là nhiều báo chí ở nước ngoài họ đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Và như anh biết là họp báo chí thường ở nước ngoài thì nó rất là hóm hỉnh, có những câu nói nhiều khi họ nói ra họ bật cười, đúng không ạ? Nhưng mà không đợi phiên dịch qua tiếng Việt thì ông Vượng cũng bật cười. Thì theo Andrew nghĩ rằng ông cũng có một cái trình độ nhất định về tiếng Anh, thưa anh. Mặc dầu là nếu mà để hỏi rằng là lưu loát cái kiểu mà người nước ngoài mà đọc hợp đồng rồi quyết định trực tiếp ngay á, không có qua sự cố vấn của luật sư á, thì có thể là nó cũng sẽ khó. Nhưng mà Andrew nghĩ rằng ở một cái trình độ nào đó thì chắc chắn là ông Vượng ông cũng sẽ nắm bắt được cái vấn đề ngoại ngữ hoặc là sinh ngữ tiếng Anh. Thì cái đó là cái suy nghĩ của mình thôi. Nhưng mà Andrew nghĩ rằng chắc họ cũng sẽ có một cái cách nào đó để mà vượt qua được cái điểm yếu ngôn ngữ đó.
Theo anh nghĩ thì nếu mà là tổng giám đốc của VinFast bây giờ đó, không những là tập trung ở Việt Nam mà công ty VinFast còn có những tập đoàn làm pin hiện nay ở các loại pin của Trung Quốc, Caro, rồi pin Samsung của Hàn Quốc, rồi bây giờ mở nhà máy ở Ấn Độ, rồi ở Indo, rồi ở Mỹ. Thì cái việc mà trở nên tổng giám đốc như vậy phải bay đi nhiều là chuyện đương nhiên đúng không anh? Thì anh nghĩ rằng ông Phạm Nhật Vượng có đủ sức khỏe để mà bay khắp nơi trên thế giới và có thể vượt qua được cái điểm yếu đó hay không thưa anh? Với cái tuổi 55 thì cũng còn sung sức lắm. Mình nghĩ sức khỏe không phải là vấn đề. Còn vấn đề bay qua bay lại thì theo Tony nghĩ đó, ông theo cái tính cách của ông Vượng, theo Tony nghĩ đó, ông Vượng ông cũng sẽ không bay nhiều như chị Thủy. Và nếu mà mình nhìn vào cái vai trò của chị Thủy trong cái VinGroup, trong VinFast là chị Thủy vẫn là cái người phụ trách về vấn đề về cái mảng và tiếp xúc với những cái người stockholder, những cái người mà đầu tư hay những cái người này kia, thì tôi đi nghĩ đó là anh Vượng anh vẫn để chị Thủy là đứng mũi chiều xào về những vấn đề tiếp xúc với những cái hãng hay là những cái người này người kia. Tôi đi nghĩ là vậy. Vâng, cảm ơn anh. Và việc mà công ty VinFast đang tiến dần vào cái lĩnh vực gọi là sâu hơn nữa trong vấn đề phát triển xe thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái điểm yếu điểm mạnh, không có gì hoàn hảo hết thưa anh. Cái điểm mà mạnh nó cũng sẽ có những cái điểm yếu, rồi cái cơ hội nó cũng sẽ có những cái điểm rủi ro tiềm ẩn, mà chắc chắn rằng khi một doanh nghiệp á, họ là doanh nghiệp tỷ đô thì chắc chắn là họ sẽ có những cái ủy ban gọi là những luật sư ngồi xuống để mà phân tích một cách rất là cặn kẽ, chứ không phải đợi đến Football Show TV làm những cái show như thế này. Chắc chắn cái quan điểm của mình làm cái show này đó là không phải là để lên lớp hoặc là có những cái quan điểm phân tích nào vượt qua cái trình độ của những ông tỷ phú này. Nhưng mà cái mà Andrew muốn làm cái show ngày chiều hôm nay á là để cho quý khán thính giả của Football Show TV cũng bắt đầu có những cái tư liệu gọi là food for thought, có nghĩa là có một vài cái suy nghĩ để đánh động vào cái suy nghĩ của các bạn trong vấn đề là cái việc mà xe VinFast lâu nay các bạn thấy là sản xuất ra trên thị trường rồi làm những cái việc này việc nọ, nhưng mà những thay đổi của họ thì các bạn có lắng lòng xuống ngồi để mà suy nghĩ hay không? Thì đó là cái điều mà Andrew nghĩ rằng là qua cái show này chắc chắn cũng sẽ có rất là nhiều các bạn bày tỏ cái quan điểm của các bạn. Và cái việc tổ chức show như vậy á, để cho quý khán thính giả cũng có cái cơ hội để tương tác và bày tỏ cái suy nghĩ của mình, thì Andrew nghĩ rất là tích cực ở một cái phương diện nào đó. Quay trở lại với vấn đề phân tích, thì theo anh Tony, anh là một PhD, có nghĩa là một khảo cứu sinh. Anh đã từng tốt nghiệp PhD đúng không? Ở Hoa Kỳ. Thì anh thấy rằng là trong tương lai á, với cái chiều hướng phát triển công nghệ kỹ thuật mới của các ngành xe điện, anh thấy rằng là việc mà xe VinFast phát triển trong thời gian ngắn như vậy với những cái phần mềm, rồi sau này sẽ có những cái phần AI, rồi các loại thứ là kính thưa các loại như vậy đó, thì nó cần cái tầm lãnh đạo cỡ như thế nào? Và nếu như ông Vượng là người lãnh đạo thì anh nghĩ rằng là cái việc đó nó có được đáp ứng hay là không? Chắc chắn là vậy, chắc chắn là được. Anh Vượng thì nếu mà anh làm CEO thì anh có toàn quyền, và anh nếu mà anh nhận thấy có những cái mảng yếu ở trong VinFast về kỹ thuật thì tôi đi nghĩ chắc chắn là anh sẽ kiếm người để thay thế và kiếm những cái cách khác để hoàn thiện cái sản phẩm tốt hơn. Thì về hiện tại thì cái xe điện á, nói chung á, không phải VinFast mà xe điện nói chung á, cái mà để cái hướng phát triển mà một cái chiếc xe sống còn đó là về pin và software, thì theo tôi biết đó là VinFast đã đầu tư rất là nhiều về pin, về những cái công nghệ pin mà mới mà chạc lẹ mà có thể giữ được nhiều cái dung lượng hơn. Còn về phần mềm thì anh Vượng thì anh hiện tại thì phần mềm thì theo tôi biết đó có nhiều cái nguồn khác nhau, về phần mềm, về phần tự động,
về phần mềm, về những cái information hay là những này kia, thì theo tôi nên biết là VinFast đã chia cái mảng phần mềm ra rất là nhiều nhánh và rất nhiều công ty đảm nhiệm về cái phần mềm của cái xe này. Thì nếu mà anh cảm thấy một cái bộ phận nào yếu thì anh có thể anh kiếm cái bộ phận khác anh thay thế, thì cái chuyện này là hiển nhiên rồi. Đó thì với tư cách là CEO thì anh có toàn quyền quyết định, và tôi hy vọng là cái hướng đi tiếp theo là chỉ có tốt hơn thôi chứ không có tệ hơn được. Vâng, cảm ơn anh. Ngoài cái vấn đề công nghệ kỹ thuật thì nó cũng còn những chính sách môi trường xanh và những chính sách ưu đãi thuế từ các chính phủ, không những là của Mỹ thôi mà còn nhiều quốc gia trên cả thế giới. Thì theo anh là cái việc mà đi những cái bước đi táo bạo như xe VinFast hiện nay, sản xuất xe điện để có thể làm cho môi trường xanh sạch hơn và tiết kiệm năng lượng nhiên liệu và tạo ra công việc làm mới như vậy đó, thì anh nghĩ rằng là việc mà có được cái công ty VinFast phát triển ra toàn cầu bây giờ là khuôn mặt của chính ông tổng giám đốc mà đứng ra lèo lái cái con tàu này, thì anh nghĩ rằng là trong kế hoạch ngắn hạn và dài hạn thì ông Vượng sẽ làm gì tiếp theo? Theo kế hoạch và trước mắt đó thì Tony nghĩ đó là anh Vượng anh sẽ đoán, dự đoán thôi, sẽ đưa ra cái xe VinFast cho cái dòng thuê xe hoặc là taxi để có thể ảnh mà mở rộng, anh có thể anh giới thiệu cái dòng xe điện VinFast đối với công chúng rộng hơn. VinFast là cái hãng mới non trẻ thì cái vấn đề quảng cáo rất là quan trọng, vấn đề mà để cho người tiêu dùng biết về cái xe càng nhiều thì càng tốt. Thì bên cạnh là ảnh mở một số dealer để bán cho xe rồi trên khắp nước Mỹ, tôi đề nghị cái hướng đi, tôi đề dự đoán là hướng đi tiếp theo của ảnh là ảnh có thể cho xe để làm taxi hoặc là cho thuê, giống như Việt Nam đã làm taxi và làm cho thuê để làm taxi đó, thì cái hướng đó là hướng có thể là hướng sắp tới của ảnh. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều cho cái phần phân tích của anh. Andrew cũng nghĩ rằng cũng đã kéo dài thời gian hơn một tiếng, và như vậy chúng ta có thể tóm lại cái buổi trò chuyện hôm nay trong phần bình luận. Có lẽ là chúng ta sẽ nói một vài cái câu hỏi của quý khán giả nha anh, trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Bạn Đại Nguyễn nói rằng ông Vượng ở vị trí mới thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu của VinFast, tạo niềm tin cho người đầu tư và khách hàng. Anh thấy sao? Dạ, thì cái này là cũng đúng với anh em mình nãy giờ suy nghĩ cũng theo cái cách suy nghĩ này. Việc anh Vượng để làm CEO thì là ảnh nhắn lên cho những người mà tiêu dùng còn nghi ngờ cái sự mà dấn thân toàn diện của ảnh về về xe điện, về xe VinFast. Đây là một cái lời nhắn nhủ rất là tích cực cho những người còn nghi ngờ. Dạ, cảm ơn anh. Một cái câu hỏi nữa đó là không biết là bạn Phát này nói như thế nào. À, xin lỗi, cái này chắc là đang nói về một cái comment của người khác. Có rất là nhiều bạn vô cái show của Andrew xong mà comment nói chuyện riêng, nói về ông Thiệu gì trong này nữa. Cho nên Andrew đang lướt qua một số các comment của các bạn. Sao, câu này chắc lẽ là dành cho Andrew. Bạn Hùng Trần hỏi là sao ông Phạm Nhật Vượng không muốn Andrew là CEO của marketing? Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Andrew đang có công ty riêng của Andrew rồi. Andrew làm cũng rất là nhiều việc. Và thú thật với các bạn là ngày mai là Andrew phải quay trở lại trường học luật năm thứ nhì rồi. Cho nên là bận coi như là tối mặt tắt gì? Câu tiếng Việt gọi gì anh? Tối mặt tắt mũi hả? Bận lắm cho nên không có làm được việc gì hết á, ngoại trừ là nếu mà Andrew có thể tranh thủ được thì mỗi tuần có thể có talk show cho các bạn, còn nếu không là phải thất hứa với các bạn luôn đó.
Bạn Trung Phạm Văn nói là ông Vượng là người rất sợ đi máy bay. Anh thấy có đúng không? chắc là anh thấy anh Vượng không có ra tiếp xúc như như chị Thủy hay những người khác. Theo hồi nãy tôi nên nói đó, ảnh là thường thường anh điều hành từ từ sau tấm màn thôi, thì có thể là ảnh nghĩ là ảnh không muốn đi máy bay giống như ông Kim Jong Un vậy đó, nhưng mà tôi nghĩ chắc không hẳn là vậy. Ok, rõ ràng là hôm vừa rồi ông đã đi Ấn Độ rồi, đâu sợ máy bay gì đâu, đúng không? Bạn Trương Văn For Trump 2024, Andrew, tôi nghĩ ông Vượng bị giam lỏng ở Việt Nam rồi, không ra được nước ngoài đâu. Chứ tin kiểu này thì rất là nhiều. tin toàn là tin quan sát không, đúng không ạ? Hồi xưa có một anh chàng, anh cũng tung tin giống như vậy đó, là anh Vượng bị tịch thu visa passport gì đó, không đi được. Đó thì sau một đêm tung tin này đó, là cái hãng Vingroup đó, nó thiệt hại biết bao nhiêu tỷ đô. Mà cuối cùng là bị phạt, cái anh chàng đó bị phạt chỉ có 300 đô à. Nên nhiều khi mình thấy cũng hơi không có công bằng cho những cái người mà làm kinh tế hay kinh doanh giống như anh Vượng. Cảm ơn anh. Ông Liêm Đỗ Ngọc nói là phải tỷ phú đánh giá tỷ phú, chủ tịch nói về chủ tịch, chứ phỏng vấn mấy ông cả đời chưa buông cái kim sợi chỉ thì khác gì ếch ngồi đáy giếng lại nhìn chim bay trên trời. Mình không phải là ca sĩ, nhưng mình có quyền mình đi coi nhạc, mình có quyền mình phê bình phim. Mình không phải là nhà làm phim, nhưng mà mình có quyền, mình là khán giả, mình có quyền phê bình phim, phê bình ca sĩ, phê bình bài nhạc. Không hẳn là phải nhạc sĩ mới phê bình nhạc, hoặc là người đạo diễn mới phê bình phim. Cái chuyện này là không đúng, tại vì phim làm cho khán giả mà, nhạc cũng cho khán giả. Thì xe hay là tất cả những cái consumer product thì làm cho người tiêu dùng, thì người tiêu dùng có quyền bình luận chứ. Cảm ơn anh. Bạn em nào đó tên là M nói rằng là xe hàng mã ai dám mua? Mình nói lên theo cái kinh nghiệm mà lái xe VinFast gần một năm nay, tất cả những cái thứ trong xe đó là mình phải nói là nó gộp hết tất cả những gì mà tốt nhất có thể mà VinFast có thể afford được. Vừa rồi mình về, nói thêm một điểm nhỏ nữa, vừa rồi mình về Việt Nam đi Vinpearl, mình thấy từ cái ghế, từ cái bàn cho đến từ cái faucet hay là cái tất cả những cái gì của Vinpearl là đều top the line, là từ là phải nói là ý nói là chất lượng tốt line, là, chất lượng tốt. Tôi nên nghĩ đây là cái philosophy chung của Vingroup, tất cả những cái gì đó đều là tốt nhất để gộp lại. Từ cái việc nhỏ, từ cái khăn bàn cho đến ngay như cái người mà phục vụ cũng vậy, cũng phải chọn những cái người mà đẹp, lịch sự, nói tiếng Anh lưu loát, từ cái người dọn bàn hay từ những cái người mà service cũng nói tiếng Anh rất là lưu loát đó. Thì tôi nên nghĩ Vingroup nói chung cái philosophy của người ta đó là phải top of the line. Cái gì nó là tiếng Việt nó gọi là perfectionist đó, anh Vượng đó, là những người mà anh cái người cầu toàn, phải nói là tuyệt đối cầu toàn. Vâng, cảm ơn theo anh. Mình thấy là vậy. Bạn Định Trường Xà nói là xin hỏi hai anh, VinFast thành công ở thị trường Mỹ không? Cảm ơn. Xin trả lời câu này, cái này quá sớm để trả lời. Thành công hay không thành công thì nó phải test 10 năm, 20 năm, giống như là Tesla cũng vậy. 17 năm mới là make profit. 17 năm mới profit hả anh? Dạ, 17 năm mới bắt đầu có profit. Thì nếu mà hỏi VinFast, nếu mà hỏi Tesla được chừng sau khi mà công ty thành lập 5 năm thì rõ ràng Tesla đã thất bại rồi. Hoặc là 10 năm rõ ràng Tesla thất bại. Nhưng mà cái thất bại thành công mình còn phải chờ thời gian. Cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp sau có vẻ hay nè. Trần Thế Phi
sau khi vào thị trường Mỹ, giờ mở ra thị trường Ấn Độ là hết sức sáng suốt. Thị trường Ấn Độ rộng lớn, nhân công rẻ, thương hiệu quốc gia của Ấn Độ tương đối cao. Đúng là vậy, chính xác là vậy. Hồi nãy Andrew có mention vấn đề GDP của Ấn Độ. Chứ tại vì Ấn Độ nước hơn 1 tỷ dân thì GDP nó cao thì đúng rồi. Nhưng mà nếu các bạn làm một số nghiên cứu một tí đó, thì GDP per capita đó, thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ thua Việt Nam. Ừ. Và cái điều đây, điều người ít người biết lắm. Nếu các bạn coi thì các tất bạn nhiên sẽ rồi, thấy chia đều ra thì dân Ấn Độ nó nhiều hơn mình tới cả 15 lần. Dạ, nó thua Việt Nam giống như Philippines cũng vậy. Thu nhập bình quân đầu người thua dân Việt Nam. Thì cái cơ hội của Ấn Độ đó, thứ nhất đó là cái nước GDP cao. Thì cái sức mua nó nhiều. Thứ hai là dân nó còn nghèo. Dân nó còn nghèo, nó chưa có xe. Thì cái khả năng đó có thể mua xe nhiều. Đó thì là hai điều đó có thể nói lên là đầu tư Ấn Độ là một đầu tư sáng suốt. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bây giờ mình chọn thêm hai câu nữa đi ha. Hai câu hay nữa trước khi chúng ta có một lời kết và chào các bạn. Trương Văn For Trump, một lần nữa, xe của Đại Hàn đã bán ở Mỹ khoảng 30 năm rồi mà chưa có cạnh tranh nổi với thị trường Mỹ. Tôi rất chắc chắn VinFast phải mất từ 10 đến 20 năm để chứng minh rồi mới nói tiếp, bởi Việt Nam và chế độ tai tiếng quá nhiều. Anh nghĩ sao ạ? Thực sự nói xe Đại Hàn mà chưa có thành công ở Mỹ là điều không đúng. Xe Đại Hàn bây giờ hiện tại rất là hot. Mình có người bạn mua cái xe theo Duray mà phải reserve trước biết bao nhiêu lâu, hình như có nghĩa là phải ghi danh đăng ký á. Phải ghi danh đăng ký, rồi cuối cùng là cái dealer nó phải nó check up rồi cái nó tăng giá lên 10.000 mà người bạn phải cắn răng để mua. Nên vấn đề nói xe Đại Hàn mà chưa thành công ở Mỹ thì không có đúng. Còn cái vấn đề mà xe VinFast với là chế độ thì mình nên nghĩ rộng nó một tí. Đừng có trói hai cái này lại với nhau. Một hai cái chuyện này nó khác nhau. Một cái xe là một cái sản phẩm của một cái hãng tư nhân. Còn chế độ là chế độ, mình ủng hộ chiếc xe là mình ủng hộ cái người mình, ủng hộ công ăn việc làm cho dân mình, ủng hộ kinh tế của nước mình để cho Việt Nam đỡ mặt đỡ mày hơn một tí. Đó thì cái sản phẩm bán ra nước ngoài thì Việt Nam nó được thêm tiếng trên ngoại quốc, và thêm hơn tiếng thì ngoại quốc nó sẽ đầu tư những cái đầu chuyện khác vào. Thì tên tuổi Việt Nam chưa có thì nó lần lần nó phải build up nhờ những cái sản phẩm như vậy. Thì build up được rồi thì ngoại quốc nó sẽ vô Việt Nam, nó sẽ đầu tư làm điện tử, làm computer, làm tivi, tủ lạnh, thí dụ vậy. Đó thì đang một từng bước thì mình đừng nên trói hai cái vấn đề lại với nhau, vì chế độ với là cái sản phẩm của hai cái khác nhau hoàn toàn. Vâng. Và như vậy thì đó là phần kết lại của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đã có hơn thời gian khá là dài để mà bàn luận và nói chuyện về ngắn dài. Một câu hỏi từ phía cá nhân của Andrew thôi nha. Cho những ai gọi là ở Việt Nam thì thường họ hay nói về phong thủy rồi năm mới rồi năm nay là rồng bay, đúng không anh? Thì theo anh là nghĩ là người ta nói rằng là ông Vượng chọn năm Thìn để mà ra quân, để mà lãnh đạo công ty. Theo anh thì anh nghĩ cái chuyện đó nó có tâm linh gì không ở đây anh, thưa anh? Theo mình nghĩ đó là một cách nói vui thôi. Sao ạ? Theo mình nghĩ đó là một cách nói vui thôi. Cho nên một người làm business như anh Vượng thì anh có nhiều cái factor khác để anh consider, những cái lý do khác để anh suy xét, chứ không phải cái vấn đề đó đâu. Vâng. Và như vậy xin anh cho một lời kết tóm lại của cái chương trình thảo luận ngày hôm nay, và nhất là cái câu kết mà nó gần với tựa đề chút xíu, đó là phân tích và bình luận sâu. Ông Phạm Nhật Vượng giữ chức tổng giám đốc thì tương lai của VinFast sẽ là như thế nào? Mời anh. Cảm ơn anh Lăng, cảm ơn anh Andrew, cảm ơn quý các khán giả đã theo dõi chương trình. Về tương lai của VinFast thì thực sự
mình không phải là thầy bói, mình không không nói trước được. Mình chỉ nói là cái hy vọng của mình thôi. Yeah. Thì giống giống như hồi giờ Tony cũng nói, Tony vẫn giữ cái ý định ý nghĩa như vậy. Thì Tony vẫn hy vọng VinFast thành công và mong VinFast thành công. VinFast thành công sẽ kéo theo những cái hệ lụy khác tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam. Cảm ơn các bạn, cảm ơn anh Andrew. Vâng, cảm ơn anh. Và phần kết luận của Andrew cho ngày hôm nay của chương trình Talk Show Andrew Lê, thì Andrew cũng một lần nữa cảm ơn khách mời đã dành thời gian rất là lâu cho chúng ta, và nhất là anh Tony là một trong những chủ nhân của xe VF8, phải là VinFast đó, là một trong những người đầu tiên ở Nam California, và Andrew cũng qua chiếc VinFast này được biết đến anh. Chúc cho anh và gia đình một năm mới, phải nói là một năm đầy kỷ niệm, đầy sự ngọt ngào, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và hy vọng đây không phải là lần đầu tiên và lần cuối cùng, nhưng sẽ nhiều lần nữa. Andrew cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Andrew Lê, và hàng tuần mỗi chiều thứ hai vào lúc 5 giờ, nếu mà trễ lắm thì 6 giờ quý vị quý vị thông cảm. Cái kết luận của Andrew cho ngày hôm nay đó là vâng, việc gì thì nó cũng phải có cái thời điểm của nó, phải không anh? Có yeah. những lúc Kinh Thánh nói rằng là có những lúc mình quăng đá đi, có những lúc mình gom đá lại, có những lúc mình trồng, có những lúc mình nhổ bỏ, có những lúc mình cười, có những khi mình khóc. Mỗi thời kỳ, mỗi thời điểm nó đều có mỗi cái sự sắp xếp của cả. Và nếu là một người tin Chúa thì mình tin rằng sự sắp xếp nó đều có một cái trật tự của nó, do Thiên Chúa an bài. Và đối với việc mà ông Phạm Nhật Vượng kỳ này được ban quản trị, hội đồng quản trị của Vingroup đưa ông lên để làm tổng giám đốc cho VinFast, thì Andrew nghĩ rằng không may thì nó cũng âu đó nó cũng là một cái sự sắp đặt thiên định. Và một phần khác nữa đó là cũng giống như một chiếc xe, nó chạy khởi đầu bởi bằng cái số 1 lên số 2, số 3, và bây giờ đây là lúc mà nó cần phải có cái chiều sâu và đi đoạn đường dài, thì chắc chắn không ai khác hơn là ông Phạm Nhật Vượng là người tốt nhất và là nhân tố tốt nhất để có thể dẫn tập đoàn VinFast đi vào những chiều sâu sâu hơn, có những quyết định độc đoán hay là có độc tài đi nữa, thì nó cũng phải là cái việc cần phải có. Bởi vì ở trong một cái công ty, nếu mà không có cái sự quyết đoán và đưa ra những quyết định kịp thời và đúng lúc thì nó cũng là một cái thảm họa. Cho nên Andrew tin rằng là việc ông Phạm Nhật Vượng được chọn, và ông cũng bày tỏ cái ý nguyện, ý định của mình để bước vào một cái vị trí đang phải nói là rất là hot này, thì chắc chắn nó sẽ là một cái không có điều gì hết, là mình chúc cho công ty VinFast ngày càng thịnh vượng. Và việc ông Phạm Nhật Vượng có những cái điểm mạnh, điểm yếu, có những cái cơ hội hoặc là những cái khả năng tiềm ẩn nào đó, thì bất cứ điều gì nó cũng đều có bốn cái lĩnh vực đó. Và Andrew thay mặt cho gia đình chúc những điều tốt đẹp nhất cho công ty VinFast, và nhất là đối với trên 10.000 công nhân của Việt Nam, và bây giờ sắp tới cũng sẽ có hàng chục ngàn công nhân khắp nơi trên thế giới, Ấn Độ, ở Mỹ đều có công ăn việc làm. Đó là điều mà Andrew nghĩ rằng là rất là tốt cho cái nền kinh tế của thế giới hiện nay đang phải đối đầu với rất là nhiều cuộc chiến tranh, đối với nhiều bất ổn, với nhiều sự bất bình và bạo loạn khắp nơi. Nhưng mà những việc làm của VinFast và Vingroup cho môi trường, cho cả thế giới và cho những con người Việt Nam, đôi tay Việt Nam của chúng ta có việc làm và có thu nhập ổn định, thì điều đó Andrew phải nói là rất vui. Chúc cho quý vị một lần nữa một đêm an giấc vui vẻ và hạnh phúc, một ngày làm việc đầy năng lượng tích cực với bạn bè, người thân, và hãy chia sẻ kênh và tiếp tục nhấn nút like và cho Andrew có những lời khích lệ, để sẽ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sắp tới. Chào anh Tony và chào quý khán thính giả của Forbeside TV. Chào anh Andrew. Cảm ơn khán giả.
Baba is a powerful organization. The network, the people that you meet is all entrepreneurs. You know, Baba has the power to link you up with folks that you might not normally meet. If you're in a certain business over here and we have a member over here and hey, this guy's doing this or this gal's doing this, they'll connect the dots for you, and that connectivity is powerful. Mm-hmm. And I've seen that at your Baba Galas, at the different events.